Hello, xin chào các bạn. Những cây mini mà mình làm cho có trái nè các bạn. Đó, trái nè. Mình làm một video ngắn thôi. Nó vừa ra qua ra trái. Lá cũng tròn các bạn, tròn không? Nó tròn trái tim rõ ràng các bạn thấy không? Đó, tròn trái tim. Thấy không? Đó, nè qua nè các bạn. Đó. Ở dưới trái nè các bạn. Đó, các bạn thấy trái không? Đó, trái. Bên này qua nè, qua mới nở nè các bạn. Đó. Đó, qua mới ra nè. Kỹ cho các bạn xem, mình soi kỹ cây này cho các bạn. Cây mini này đó, đó. Trên nè, trái nè. Đó mình đó, cái thân đó nè các bạn. Uống lắc lượng nè, đó trái qua nè, nó mở xen kẽ nha các bạn thấy không? Đó qua trái nè, cái thân nè các bạn. Thân đây. Cái thân nó bị bạc lá mình quấn nó chết nè các bạn. Đó cái thân nó qua nè các bạn, đó thân nè. Nó co chỗ này nha. Đó. Thân nè. Co qua nó đi lượn lên. Nè trái nè. Qua nè. Qua nè các bạn. Đó. Trái đây nè nó chín rồi, nó còn cái cùi nè nó chín hết rồi các bạn. Đó. Qua trái nè. Trái nè các bạn. Đó, trái. Trái đều chứ nói chung là chỗ nào cũng có trái. Đọt nào cũng có trái có bông các bạn. Làm cây vậy mình nó làm nó chuẩn đạt được các bạn nè. Trong này cũng lên cũng có qua có bông nè. Đó, thấy không? Chứ không phải cái cây mà nó có nhánh có trái hoặc nếu mà làm được mà cái nhánh mà nó nhiều trái vậy á. Cây mini nữa các bạn, mình lấy cọng kẽm đưa vô cho các bạn xem. Đây. Đây là cọng kẽm. Kẽm này là kẽm 3 ly nè các bạn. Đó thì cái thân nó bằng cọng kẽm 8 ly ạ. Thân nó phải 8 ly. Làm cái này để các bạn xem chơi quay clip nè. Đọt nào cũng có hoa có bông á. Làm clip ngắn thôi, cái clip này chừng 3 phút đăng lên cho các bạn xem chơi thôi. Đó, những cây mini nè. Mini của mình nè các bạn. Mấy cái này đợt rồi có trái nha các bạn nè, cùi nè, trái nè, trái nè. Nó rụng hết rồi. Hay trao trảo nó ăn hết rồi mình cũng không biết, tại mình bỏ cây này mình bỏ ngoài á các bạn. mình thấy nó có trái nhiều chiều quá thôi mình đem vô nè, trái nè các bạn. Lá các bạn thấy không? Đó, nó cũng có trái tim mà nhưng có lá, nói chung là lá nó mình cây này nó sung các bạn. Lá nó hơi to ngay các bạn ổn tay mình nè. Đó, nếu mà mình nuôi mình càng lợi lá nhỏ xíu là các bạn thấy không? Đây nè, đó, cái ngọn này nó giờ nó ra bông rồi các bạn. Đó, nó ra bông nè. Cái ngọn nào cũng ra bông các bạn. Này bông từ trong này nó ra nè, ít bữa ra ngoài nè. Giờ trồng ra nè các bạn. Trái nè. Cái này trái to các bạn. Đó. Cái này mình làm lâu rồi. Làm lâu nó khuyết kẽm nè các bạn. Thấy nó khuyết kẽm không? Đó. Quay kìa. Đó. Các bạn thấy nó khuyết kẽm vậy thì các bạn cứ đánh giá coi cái cây này nó lâu không? Đó. Nó khuyết kẽm đó các bạn. Nó khuyết nè. Mà thấy khuyết không? Mà mình cũng lười biếng mở đó các bạn. Rồi biết mở rồi lát hơn mình mở ra làm sao mình gãy đấy cái gì mình làm các bạn, mình làm cái cây những cây mini này á rất là cực các bạn không, mini mình làm rất là cực, không phải cây mini làm dễ đâu, nó bé các bạn, bé lượng này. Cái này nó cũng khuyết nè các bạn coi nè, nó những nhánh nó khuyết nè, phải kể vô đó nó khuyết các bạn. Không sao mà cái này khuyết thì mình lấy cái kìm bấm cái mình quay nó ra chưa đến đổi đó. Cái này nếu mà theo mình các bạn, mình từ ngày mình chiết ra đến mình làm giai đoạn này nó cũng gần 2 năm các bạn, chứ không phải dễ ăn đâu, nó gần 2 năm rồi đó nó mới được vậy đó, gần 2 năm rồi đó. Cái cây này nếu mình ship đi các bạn là mình phải bán là bao ship luôn 800 ngàn mình mới bán được nha các bạn. Cái cây này dưới mình không bán được tại vì cây này dùng vô chậu này, cái chậu men này nè. Đó. Rồi mình nuôi nay gần 2 năm rồi mà trái nó đều. Đó thì mình nói luôn để các bạn cứ comment vô hỏi hoài, hỏi cây giá nhiều thì mình nói. Thấy không? Đó, giá nó vậy đó. Thì các bạn cứ chơi thì các bạn chơi cây này nó đã mini mà nó thành hình rồi. Cứ để về mà chơi.
thì chơi vài năm gốc các bạn ngón tay cái chân cái thì nó giá trị nó cao nữa các bạn. Cây Bình Định giờ á có 7 cm rồi các bạn, 7 cm rồi, nó kêu mình 3-4 triệu một cây không, mà lá chưa chắc gì tròn được vậy. Cây này đặc biệt là cây là lá chuẩn nha các bạn, tròn trái tim nè, nó đều hết luôn nè, chỗ nào cũng có tròn trái tim nè. Đó thì giờ mình nói đây mình nói chưa cái sự thật vậy đó, giá đó còn được thì mình cứ để gì, để càng ngày cây kiển mà càng ngày thì càng lên vậy thôi. Gốc này 800.000 mình bao ship, các bạn đồng ý thì cứ vô tham gia chơi. Rồi mình kết thúc clip nha các bạn, quay trên nha các bạn, xuống cũng coi ở trên. Còn cái cây á, cây nhiều khi bằng đầu gối các bạn, lá cà có nhổ dục nè, nhổ dục hết không chơi. Rồi mình kết thúc clip.